Bây giờ sao? Phải lần lại như ban đầu là cái việc đó là
cái đuổi theo đó lúc tại vì cái set nó rất là mắc tiền, đồ trong đó rất là mắc tiền, cho nên là thật ra nhà sản xuất gắn camera an ninh. Thì sau đó thì kiểm tra lại á, là thấy Hồng Ánh là đi ngang qua là cứ không ai để ý là quay qua máy. Hay quá. Có bằng chứng luôn. Em quen lắm luôn á, anh cắt xong rồi đem ra chưa kịp ăn cái gì mọi người lấy hết trơn luôn á. Dạ. Camera quay là vậy rồi. Dạ, em hy vọng là anh Linh cũng sẽ chia sẻ những hình ảnh đó và trước khi hacker có tìm đến những hình ảnh đó nha. Cảm ơn anh Linh cũng như là cảm ơn đạo diễn và tất cả diễn viên tham gia vào Thị Trấn Máu. Và bây giờ... Những cái nhận xét, những cái đánh giá gì đúng không ạ? Thật sự ra thì anh khi mà nhận lời tham gia bộ phim này thì mình xác định là mình trong vai trò là người diễn viên. Tuy nhiên nhưng vì mình đã cũng tham qua những cái vai trò, những vị trí khác, thành ra mình rất là thích cái sự quan sát đồng nghiệp của mình, cũng như là một cái ekip rất là chuyên nghiệp để về sản xuất thực hiện bộ phim này họ vận hành như thế nào. Mà cái điều mà anh học được nhiều nhất ở đồng nghiệp của mình trong vai trò đạo diễn khi mà kể cái câu chuyện từ Trăm Máu này, đó là cái nhịp điệu của bộ phim. Bởi vì thành công hay không ở cái tác phẩm này nó nằm ở cái tiết tấu và cái nhịp điệu. Và anh nghĩ là đây là một cái thử thách rất là khó đối với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, và cũng như là bất kỳ ai được trao cái vai trò đạo diễn bộ phim này. Bởi vì đây là cuộc chơi của nhịp điệu và của tài năng diễn xuất. Nếu như bạn có một cái dàn diễn viên tốt ở trong tay, họ diễn rất là tốt rồi, thì bạn kết nối nó lại như thế nào để giữ cái mạch khán giả sẽ theo dõi suốt cái câu chuyện của bạn, ngoài những cái hay, những cái ý tứ được thể hiện trên trang giấy, thì biến nó ra thành những hình ảnh cụ thể. Thì anh cho rằng là cái người giữ được cái nhịp, người dựng mà là vai trò tổng thể của đạo diễn. Cho nên là khi tham gia cái dự án này thì anh hoàn toàn không có ý kiến hay là đóng góp cái gì về bạn đồng nghiệp của mình trong vai trò đạo diễn hay sản xuất, chỉ đóng với vai trò là mình quan sát. Và thỉnh thoảng thì có comment là lần đầu tiên bộ phim này sướng quá, cho ăn nhiều quá sẽ làm cho diễn viên rất là khó giữ được cái hình dáng của mình, cái cân nặng, chỉ như vậy thôi. Lúc trước là Trang cũng đã chia sẻ là khi mà Trang qua cái phim Thị Trấn Máu này là Trang mới vừa up phim Chị 13 xong, thì khoảng chừng nghỉ có 2 ngày thôi thì đã qua cái phim này rồi. Nhưng mà lúc đầu thì Trang không có nhận cái phim này bởi vì sợ mình không có làm nổi, lại biết cái nhân vật này cũng là cái nhân vật rất là tâm lý, nó nặng. Cho nên là sau này anh Hoang với lại mọi người nói là mình còn có thời gian để mình tập nữa, để mà mình xả cái vai cũ ra, mình nhập cái vai mới vô, thì Trang mới yên tâm phần nào. Và khi mà làm việc chung với cả ekip như vậy thì giống như anh Dũng hay anh Linh nói là toàn là người giỏi thôi. Thì giống anh thấy Hòa với Trang là cũng hợp tác với nhau, đây là lần thứ hai rồi. Cho nên là anh em cũng quen với nhau là cũng đã mười mấy năm rồi. Cho nên là cái sự kết nối với nhau nó cũng rất là dễ, tương đối rất là dễ dàng. Chỉ cần mà nói là hiểu rồi, khi mà người này diễn cái như thế này thì hiểu nhau được và có thể nâng cái bạn diễn đang diễn lên. Thì cũng cảm ơn anh Hòa cũng như là mấy anh chị em ở trong diễn viên ở trong ekip cũng như anh Dũng và anh Phan Gia Nhật Linh đã tạo cho Trang cơ hội để mà có một cái vai rất là thú vị, một cái vai rất hay. Và đặc biệt là cảm ơn anh Trung Hoang đã gặp Trang hai lần để mà cùng quyết một ra vào cái vai này. Rất cảm ơn anh Trung Hoang. Cảm ơn chị Trung Hoang rất. Thật ra là cái đó cũng là cái điều em đang rất là lo khi mà nhận cái dự án này. Tại vì nếu mà coi cái tuổi đời với lại cái số tuổi, tuổi nghề nữa, thì anh Thịnh, anh Hòa, Nguyễn Văn với lại chị Hồng Ánh rất là lớn so với em. Rồi chị Trang thì cũng hơm hơm, chị Trang thì hơm hơm rồi. Ok, chị Trang cũng mới nổi đây thôi. Cũng rất là lo, không biết làm sao cái thời của mình á, cái cách nói chuyện với bạn bè nó có hợp với lại anh Hòa, anh Thịnh hay không. Rồi khi mà làm việc nữa thì cái đó rất là lo. Nhưng mà may mắn sao á, mọi người đồng tình khi mà đi ra Vũng Tàu á, ở chung với nhau, ăn chung với nhau, cố gắng chia sẻ, nói chuyện thoải mái nhất có thể, rồi làm việc với nhau. Thì may mắn thì cho cái nhân vật của Tuấn á,
nó cũng ở ở bề ngoài á thì là rất là hòa đồng mọi người, nhưng mà nó có một cái nỗi niềm riêng, nó cũng giúp cho cái hình thành nhân vật của Tuấn nhiều, nó cũng không có cản trở nhiều lắm. Dạ. Không biết được chưa? Dạ, cảm ơn Tuấn. Còn với anh Băng, cái cách nhìn cũng giống như bị Băng này. Bản thân bốn nam diễn viên trong phim là có cái tình bạn được hơn 40 năm và chơi với nhau từ hồi còn rất là nhỏ. Chính vì thế mà ekip đã tạo không gian rất đặc biệt để cho bốn diễn viên cũng như là dàn diễn viên chơi cùng với nhau, tìm hiểu nhau. Rồi trong quá trình mà tập thì hầu như mọi người cũng rất là giỏi trong cái việc nhập vai, nên là hầu như tất cả mọi người đều sống nhân vật và luôn tưởng tượng mình là nhân vật đó và chơi với nhau như là trong phim luôn. Hầu như khoảng thời gian từ lúc tập cho đến quay là tất cả mọi người hầu như mình chỉ là cái nhân vật đó luôn. Như vậy những cái lời thoại của những người bạn thân này là do các anh tự sáng tạo ra hay là tuân thủ theo đúng với cái biên kịch của nhà báo Trần Linh? Tụi anh đã được làm việc tư tưởng đó là hầu như tất cả nhân vật tụi anh cũng phải giống như trong kịch bản như vậy, và ngoài đời anh với anh Thái Hòa cũng xin mời tao với nhau để cho nó cảm giác nó thật hơn. Dạ vâng, cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Lý do vì sao vậy Tuấn? Chắc tại hay nhắc tuồng anh Thịnh. Anh Thịnh quả. Không ấy nhắn cho anh Hòa thôi. Coi chừng anh Hòa chặn chị luôn rồi đó. Được rồi, được rồi. Được không? Rồi, ai xin nhanh không mở lại nè. Đó, bỏ người thiệt, chắc cháu điện thoại hay gì nè. Giống trong phim quá à. Nhắn em nhớ anh hay gì á anh. Chờ nha. Chết không? Chết á. Bây giờ chết. Rớt bộ đàm đang quay đó. Đó thì ai biết cái đề bài như là phải gây khó hiểu, phải là nhảy cảm mà. Anh nghĩ là với một người đàn ông tinh tế nhịp nhàng thì chắc là cũng ít quá. Trời anh Văn anh nhắn nhìn cho chị Ánh luôn rồi kìa. Trời ơi, như vậy. Chết rồi, không lẽ giờ em lên live stream của này ta. Dạ, em cảm ơn anh. Chớ đâu nhắn gửi luôn rồi. Anh ơi, chụp hình cái quần underwear qua cho em xem gấp. Trời ơi. Rồi, ok. Thì trong thời gian chờ đợi á, mình sẽ tiếp tục chương trình. Để lát. Em không cái là luyện cái bé kia vẫn muốn chung lên kìa. Biểu cảm gì đi chị? Biểu cảm gì đi chị? Chị Giang ơi, anh Hoàng. Ok. Rồi, lại mình chú Nguyên à. Ok. Rồi, cái này anh ơi. Rồi, cho em tấn cận như vậy. Rồi bên này anh ơi, bên này giúp em. Rồi thêm bên nữa. Rồi cảm ơn. Rồi em xin lại nha. Rồi tấn cận luôn nha. Cố gắng. Rồi em biết nữa là anh đứng đây nè. Em đang lên cho em xin tấn luôn ạ.